Xin chào lại là Lan đây. Hôm nay lại sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người. Là điền tử gọi là gì? Dô nào, điền tử, một trong những loại trang sức tiêu biểu của phụ nữ quý tộc nhà Thanh, ban đầu được làm bằng vỏ giấy, tre hoặc dây kim loại, trên đó được trang trí bằng các loại hoa và châu báu. Để cố định điền tử kiểu tóc lưỡng bà đầu đã ra đời. Hai kiểu búi tóc điển hình. Một lưỡng bà đầu, thanh lịch, tao nhã, vào đầu triều đại nhà thanh, lưỡng bà đầu, là một kiểu tóc rất phổ biến, đó là đem toàn bộ tóc vấn lên đỉnh đầu. Sử dụng một cây châm dài làm khung, đặt ngang đầu, sau đó phân từng nhúm tóc vấn lên cây châm từng lớp từng lớp. Phần tóc thừa ở phía sau được tạo thành đuôi phía trên gáy, như vậy có thể khiến cho cổ của người phụ nữ có cảm giác dài hơn, càng lộ vẻ đoan trang. Lưỡng bà đầu, hoàn toàn dùng tóc để búi, hình dáng xinh xắn, gọn gàng, khó để sử dụng, cùng những trang sức vàng bạc đắt tiền, chủ yếu sử dụng trong lối ăn mặc bình thường. Thời đầu nhà Thanh, những vị hoàng thái hậu hay hoàng hậu đều chú trọng việc ăn mặc đơn giản, khi để kiểu lưỡng bà đầu chỉ dùng trang sức là hoa tươi hay nhung, không chuộng dùng châu báu phỉ thúy. Cũng là để làm gương cho những cung nữ phi tần trong việc tiết kiệm. 2. Đại lạp xí, xa hoa, cao quý, đến giữa đời nhà thanh, để trang sức có thể cài lên tóc phong phú hơn, hình dáng của lưỡng bả đầu. Cũng lớn dần, cuối cùng phát triển thành đại lạp xí. Để tạo được kiểu tóc già từ đầu, trước tiên phải có một bộ khung cố định đầu, có thể yêu cầu to nhỏ, cao thấp. Thường dài khoảng 33cm và rộng 4cm sau đó cũng lấy từng phần tóc cuốn lên bộ khung và giữ cố định lại lần lượt như vậy cho đến khi búi kín tóc lên bộ khung cuối cùng dùng một cây châm lớn để cố định lại toàn bộ với bộ khung tóc như vậy thì loại trang sức nào cũng có thể được sử dụng tùy theo sở thích của nữ chủ nhân thường thì địa vị xã hội càng cao thì bộ khung sẽ càng to lớn đồ trang sức gắn lên đó cũng càng phức tạp hai loại trang sức thông dụng một điểm thúy sự sáng tạo từ thiên nhiên phụ nữ quý tộc trong triều đại nhà thanh về sau hướng đến tính thẩm mỹ nhiều hơn ngoại trừ vàng bạc châu báu nổi bật nhất phải kể đến điểm thúy mặc dù không có độ sáng như các đồ trang sức từ ngọc thạch hay vàng bạc nhưng điểm thúy lại hàm chứa ý vị thiên nhiên là một công nghệ vô cùng tinh xảo thể hiện vẻ đẹp kín đáo cùng màu xanh lam đặc biệt người ta lấy lông của chim phỉ thúy chim chả làm nguyên liệu thô cùng với việc sử dụng kim loại bằng vàng bao quanh bởi mã não ngọc bích để trang trí đi kèm vì nguyên liệu lông chim phỉ thúy rất phức tạp khi chế tạo nên trang sức điểm thúy rất quý giá. 2. Hoa bằng nhung, trang sức thanh tao. Hoa nhung ở đây là một loại trang sức hoa giả làm phỏng theo những loài hoa thật khi nhìn kỹ sẽ thấy từng tầng hoa nhỏ trồng nhau hình dáng rất yêu mỹ thông thường nguyên liệu được sử dụng để làm hoa nhung là lụa tơ tằm được dệt và nhuộm bởi thợ thủ công hoàng gia màu sắc hoa nhung rất tươi sáng sống động như thật phù hợp để sử dụng lâu dài hơn so với hoa tươi ngoài vẻ đẹp bên ngoài hoa nhung cũng ngụ ý cắt tường như ý vinh hoa tựa gấm phần giải đáp đến đây là kết thúc phần sao lan sẽ làm về những thứ trên kỳ đầu của phi tần gọi là gì nhưng khi nào thì lan không biết hi hi